khi mà chọn cây để làm thì mình sẽ chọn những cái cây mà nó có nhiều nhánh như thế này này các bạn. Đây, nó có nhiều nhánh như thế này. Thì khi mà mình cắm hoa vào thì nó sẽ được đẹp hơn. Vì nếu các bạn mà tìm một cái cây mà nó trơn như thế này thì mình cắm hoa vào nó sẽ không được đẹp. Mà cái hoa khi mà mình cắm lên đây nó cũng không được đẹp. Mình làm hoa vào đây không đẹp bằng khi mà hoa mà làm bằng cái đầu này này. Thì nó sẽ được đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, cái cây hoa này của mình là cây đào lai nên là nó có hoa này. À, nó có gai. Nó có rất là nhiều gai như này. Khi mà mình làm hoa lên thì nó sẽ rất là đẹp này các bạn. Trước đây này, ở đây nó có hoa nhưng bây giờ hoa nó rụng hết rồi thì nó chỉ còn những cái này thôi. Và các bạn chọn những cái nào nó có cái chậu như thế này, cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh thì mình có thể đặt ở trong nhà, nó rất là đẹp. Và bỏ cái chậu như thế này này. Đấy. Bây giờ thì mình bắt đầu làm nhá. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái nến như thế này các bạn. Làm hoa mình sẽ dùng nến này này. Đấy, các bạn cũng thể dùng nến nào cũng được, có những loại nến cây to hơn cũng được. Mình sẽ lấy ra nhé và cho vào cái bát. Mình bẻ nó ra. Ở đây mình dùng 10 cây. Nến thì tùy vào bạn nào mà dùng làm hoa nhiều thì mình cho nhiều nến, còn ít hoa thì mình dùng ít nến thôi. Nó không phụ thuộc vào là nhất định là phải bao nhiêu nến nhé. Như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ đi quay lò vi sóng. Bạn nào không có lò vi sóng để quay cho nó chảy ra đấy. Bạn nào mà không có thì mình có thể là hấp cách thủy cho nó chảy hết ra nhá. Đây, mình đang mang nó đi hấp cách thủy đấy các bạn. Các bạn thấy nó đã chảy nước ra như thế này rồi này. Mình sẽ đảo như thế này để cho cái này nó nhanh tan hơn, cái nến nó nhanh tan đi. Cái nến của mình chảy hết rồi thì mình sẽ lấy cái bên trong này ra nhá. Bây giờ mình đã tắt bếp rồi, nó chảy hết, mình tắt bếp, mình để như thế này để cho nó giữ được cái nhiệt độ nóng để cái nến của mình nó không đông lại nhá. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng một ít nước đá lạnh này, mình cho ít nước, mình cho chút nước vào, đấy. Và cái bát mình để đây nha. Cái bát này mình sử dụng gần nửa bát rồi các bạn, mình sử dụng nhiều thì mình có thể cho nhiều. Và mình sẽ cho nước rửa bát vào để cho nó có độ trơn nhá. Đấy, mình đảo đều nó lên một chút. Đảo cho nó tan thôi chứ mình chưa đừng có đảo tạo bọt nhá. Đấy, thôi đã được rồi đấy. Bây giờ bước đầu tiên thì mình sẽ nhúng tay vào cái dầu rửa bát này các bạn. Để cho nó có độ trơn, sau đấy thì mình sẽ nhúng tay vào đá lạnh. Để nó làm giảm bớt cái nhiệt độ khi mà mình nhúng tay vào cái nến này thì nó không bị bỏng ấy. Bây giờ mình bắt đầu thực hiện nhé. Trước tiên thì về làm hoa như thế này thì các bạn sẽ sử dụng là 5 ngón, 5 cái ngón tay của mình như thế này chụm vào với nhau như thế này thì sẽ thành hoa 5 cánh này. Nhưng mà cái ngón út của mình như các bạn thấy là nó rất là ngắn. Nó không có với tới để tạo thành cái hoa 5 cánh được. Đây, mình chụm hết cỡ rồi thì tay của mình cái ngón út nó vẫn cứ bị như thế này. Nó không với tới được. Thế nên là mình chỉ sử dụng là 4 ngón thì sẽ làm hoa 4 cánh thôi nha. Bạn nào mà tay mà dài thì mình có sử dụng là 5 ngón để thành 5 hoa 5 cánh cũng được. Còn như là kể cả là các bạn thích 3 cánh cũng được. 3 cánh thì các bạn chụm lại như thế này này là thành hoa 3 cánh này. Thích 4 cánh thì như thế này là 4 cánh này. Đấy, các bạn thấy không? Còn 5 cánh là ngón bạn nào dài thì mình với tới đây là 5 chụm cả 5 ngón lại thành hoa 5 cánh. Thế của mình thì mình chỉ có thể làm hoa 4 ngón thôi. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Mình sẽ chụm đây này, mình cho vào đây này. Rồi, sau đấy thì mình cho vào đây. Vào đá lạnh, sau đấy thì mình sẽ cho vào đây. Các bạn có thể nhúng thành 2 lần. Rồi, bây giờ nhá. Bạn nhìn nha, bây giờ mình sẽ cho vào cái cành hoa này. Mình sẽ làm nó vãi xong nha. Sau đấy thì mình túm cái đầu cái đít nó lại nha các bạn. Để cho nó dính nha. Nó dính nó bám chặt thì sẽ được lâu hơn.
Nhưng mà